Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những cơn mưa dông tạo ra bởi đới gió đông nam ẩm tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay. Nhờ đó mà miền Bắc lại có thêm một buổi sáng cuối tuần với thời tiết mát mẻ. Trong ngày hôm nay, đới gió đông nam có xu hướng giảm cấp dần. Những cơn mưa rào và dông ở miền Bắc không còn xuất hiện bất chợt nữa. Trong ngày, trời nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Một số nơi như tại Mai Châu và Phú Yên của Sơn La hay là cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cận ngưỡng 35 độ khiến cho trời oi nóng về trưa và chiều. Còn đối với miền Trung, cũng đón ngày mới với thời tiết nắng sớm, làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả miền Trung đều duy trì ở ngưỡng cao. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào tới tận Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đều duy trì ngưỡng cao cận nóng là từ 34 đến 35 độ. Một số nơi như tại Tương Dương, Con Cuông và cả Nam Đông vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 36 đến 37 độ. Còn về chiều và tối nay, ở khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh, đưa mây ẩm từ Tây Nguyên sang sẽ khiến cho khu vực này có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi. Ở phía Nam trong ngày hôm nay, với hoạt động của gió mùa Tây Nam ngày một mạnh hơn, thì ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Còn về nền nhiệt, ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ thấp, dao động từ 29 đến 32 độ, ở Nam Bộ là từ 32 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần nên thời tiết xấu tiếp tục tập trung ở các vùng biển phía Nam. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực phía Nam của giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam cường độ ở khoảng cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây trở ngại hơn đến các hoạt động hàng hải. Còn đối với khu vực Bắc Biển Đông và phía bắc của giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió hướng đông nam với cường độ phổ biến ở khoảng cấp 3 đến cấp 4. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.